Chào các bạn đã đến với chương trình bản tin âm nhạc của VNWA. Hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến các bạn một món quà của một bạn sinh viên tại Phần Lan. Đây là một tâm sự. Năm nay thì Tết bạn không được về nhà và phải ở lại ở bên này. Chính vì vậy mà bạn có một bài hát muốn gửi về cho gia đình và bạn bè ở nhà. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng hát của bạn. Bạn Trần Ái từ lớp Ibu 11. Wow, cô luôn em ơi. Biết bây giờ mẹ chưa tính con. Bravo.